ជម្រាបសួរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចឡាចុចស៊ែនិងចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យដល់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើន បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំយកព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងទៅនឹង បន្ថែមនៅក្នុងហ្គេមនៅក្នុងកំណែអាប់ដេតថ្មីបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានទាំងនោះយើងមកមើលមួយឆ្នេរបស់យើងសិនបាទចាសសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងគ្រប់ Legend Worldwide Club Box Draw ចំនួន 3 គ្រាប់ ដូចគ្នាដែរ អញ្ចឹង 2 match day អ្នកនរគ្នាបាន 6 គ្រាប់ ហើយនឹង eFootball 800 eFootball point សរុបទាំង 2 match day អូខេ អញ្ចឹង complete ចូលទៅលេង ពីព្រោះនៅសល់តែ 18 ម៉ោង 14 នាទី left ទេ រាប់ចាប់ពី ម៉ោង ដែល ខ្ញុំ review នេះ បាទ ហើយ មួយ ទៀត គឺ complete ចូលទៅលេង eFootball Open Round 2 ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ eFootball Yep ហើយមួយទៀត បើអ្នកអរគ្នានៅសល់កាក់មានអីគឺអាចចូលទៅបើក Iconic Menu បានហើយនឹង Iconic របស់ Kakawa បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Iconic របស់ ជប៉ុន Kakawa rating វាគឺ 84 គាត់លេងនៅក្នុងតំណែង AMF ហើយនឹង club worldwide club legend នៅសល់ 3 ថ្ងៃទៀតទេ អ្នកនរគ្នា complete ទៅបើក ហើយបើសិនជាមាន box draw free អ្នកនរគ្នាក៏អាចបើកបានតែ free ដែរ បាទអញ្ចឹងហើយក៏មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹង iconic ដែលមកសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងក៏ មានព័ត៌មានថ្មីមកដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង review អ្នកនរគ្នានៅពេលក្រោយ អូខេ ឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលព័ត៌មាន iconic ថ្មីៗ ដែលនឹងត្រូវ add មកនៅក្នុងកំណែ update ថ្មីរបស់ប៉េះ អូខេ let's go បាទអញ្ចឹង Konami គឺគាត់មានកម្រងក្នុងការបន្ថែម កីឡាករ ប្រភេទ iconic moment ថ្មីៗទៀតនៅក្នុងកំណែ update បន្ទាប់ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាកំណែអាប់ដេតបន្ទាប់នឹងនៅថ្ងៃណាដែរគឺរងចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយហើយនៅក្នុងនោះក៏មានកីឡាករល្អៗហើយខ្ញុំក៏គិតថាអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលឃើញកីឡាករច្បាស់ចង់បានហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណែអាប់ដេតបន្ទាប់នឹងគឺកូណាមីផ្លែននឹងបន្ថែមក្លឹបចំនួន 6 ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានiconic moment ល្អៗហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅ iconic moment ទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើក្លឹបអីនិងកីឡាករឈ្មោះអីដែលគាត់នឹងចូលមកនៅក្នុងកំណែ update វគ្គក្រោយអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺ iconic moment របស់ក្លឹប AC Milan មាន 3 នាក់គឺ Pirlo ដែលមានតំណែង DMF, Cafu ដែលមានតំណែង RB ហើយនឹង Rivaldo ដែលមានតំណែង AMF បាទអញ្ចឹង AC Milan នឹងបញ្ចេញកីឡាករ 3 នាក់នេះ បាទ FC Barcelona អញ្ចឹង FC Barcelona គឺមាន 2 នាក់ដែរកីឡាករ Figo ដែលមានតំណែង AWF ហើយនឹង Romario ដែលមានតំណែង CF បាទ Chelsea អញ្ចឹង Chelsea ក៏បញ្ចេញនៅកីឡាករ 2 នាក់ដែរដែលទី 1 គឺ Deco ដែលមានតំណែង AMF ហើយនឹង Fernando Torres ដែលមានតំណែង CF បាទ
Inter Milan. Inter Milan có bình tranh nơi cái là có bay nhẹ đá đội AC Milan đá và cứ là có tí mũi cứ vượt khám là miền tầm này SS hay nâng Vera là miền tầm này DMF hay nâng Roberto Carlos là miền tầm này LB và chẳng cụ chạp ở rộng đấy cứ mà lúc này cứ miền Roberto Carlos là nơi không club Inter Milan chẳng nơi đó khi cho bà chị bình dân dùng cho mỗi nâng club AC Milan mà đòn thì đây mới từ và ok mà Lazio có mấy người là con mà nè màu đá cứ Casco X mà bọc bạc hào cho một quạt tích và dân dạy trong hào cho khó ấy ở trên sai này thằng ngọt nít đại con miền tầm này anh chị AMF mà chẳng miền tầm mùi tế dùm đạp club Lazio mà trong cao cái cứ Manchester United mà anh chẳng nơi khả nông bè dưỡng rõ thằng ngày nếng cứ con miền tại nơi khả nông lê chân tế bần tế nơi khả nông cầm thái áp đẹp vẹn cái đó cứ con nâng miền chìa bà phết iconic moment phong đài và cứ đi lò và con cứ miền đồng này CF mà thay con miền bật tạc ca thông ấy đấy cứ channel eFootball Pass official bà kế có bàn phong nơi rụt bỏ bayon manic đại bàn op o tờ nâng ca chứ nè pin nơi khnông club Bundesliga nâng cứ bổng buồn season chụp khní á mà chẳng khem kết tha pek nâng bên cùng rôm bằng cả even đại đò chi đồng vòn đò nhẹ lên chẳng ọc nha chìm khan anh ấy việc còn đại chế ca sman tục rồi bọc nhóm tế tại sao đại sao khơi pe nâng cứ quạt phò ruột ni máu và bay ọp ọ xa tố chẳng nhóm cách tha pe cứ mình ao nhẹ lên ọt sổ bài chật rưỡi cò ọt chật ấy thế cứ đăng thẻ miền bọn trái dây thay còn đăng chật bọn ấy thế bản chẳng video của nhóm thằng này cứ miền tài bản năng ấy khi nông ca update bọn miền thầm mấy bẹp bọn tài năng iconic moment thầm mấy bản chẳng xong rạp để đại mà tôi sẵn là thầm mấy cứ complete chui cho like hay đừng share hay đừng subscribe đó channel nhóm phong chỉ cần ao chỉ cầm lăng chất đọc nhóm hay đừng ở con trai này đừng ở cái này cứ chun po sau có clip đó hay chỉ post bị chấm ngư bị sao chấm ngư covid bạn hay bon ao chấm ngư covid nắng rồi lấy bạn nông pe chập chập ok ở con trai này đừng ở cái này chụp cái video cào bye bye.